Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trẻ ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng." Mary bèn thưa rằng: "Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó?" Thiên sứ truyền rằng: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được." Mary thưa rằng: "Tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Xong, đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hẹn đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: "Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khác đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội." Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: "Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình. Xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Thank you.
lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Virginius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: "Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ." Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người." Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: "Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay." Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã báo trước cùng mình. Thank you.
Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà hỏi tra rằng: Đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng: tại Bethlehem xứ Giu-đa, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn với mấy thầy bác sĩ cách kính nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mặt xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày củ báu ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mục dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.
Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta ra vui trong lúc khiêu của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Madian. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sóng vế máu, đều dùng để đốt và làm đồ chùm lửa. Vì có một con trẻ sanh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đang làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúa đã giáng một lời trong Gia-cốp và lời ấy đổ xuống trên Israel.